Dù có 15 năm đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch lại đang chịu cảnh liên tiếp thất bại chỉ trong vòng 1 tháng với 3 dự án. Công chúng nghi ngờ liệu Dương Mịch còn có thể gánh phim, lôi kéo khán giả xem phim của mình hay không. Cuối năm 2023, trong lời chúc mừng năm mới, Dương Mịch cầu nguyện năm 2024 sẽ đối xử với cô tốt hơn, bởi đây là năm quan trọng đối với sự nghiệp của Dương Mịch. Sau hơn một năm không có tác phẩm ra mắt, Dương Mịch sẽ liên tiếp tấn công màn ảnh bởi những bộ phim truyền hình điện ảnh. Ở vào vị thế danh tiếng đang dần xuống dốc, Dương Mịch cần một bộ phim bùng nổ để cứu vãn danh tiếng. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng một ngôi sao đứng hàng đầu giới giải trí, đỉnh lưu nổi danh 15 năm như Dương Mịch lại liên tiếp thất bại chỉ trong vòng 1 tháng với 3 dự án. Đầu tiên là phim truyền hình đề tài Điệp Viên Chiến Tranh Cáp Nhĩ Tân 1944 được Dương Mịch coi trọng nhưng thất bại thảm hại. Bộ phim thuộc dòng phim chính kịch là con đường tương lai mà Dương Mịch đang hướng tới. Nếu phim thành công, Dương Mịch sẽ không lo lắng khi tuổi tác bắt kịp cô thì cô sẽ thiếu kịch bản để đóng. Nhưng đáng tiếc, hiệu quả chiếu của Cáp Nhĩ Tân 1944 không tốt. Trong phim, diễn xuất của Dương Mịch thể hiện không ổn định, giọng thoại kém, nhan sắc xuống dốc, gương mặt hốc hác. Theo Quy Quy, vai diễn Trương Khoa đặc vụ Quang Tuyết là chiếc áo quá lớn với Dương Mịch. Quang Tuyết mang trong mình ý chí khôi phục lại triều đại cũ, lại phải làm việc cho quân Nhật và nhìn thấy sự suy tàn của chế độ Quốc Dân Đảng. Cô hoang mang lo sợ và không tìm thấy đường ra. Nhân vật này có nhiều tầng lớp cảm xúc mà Dương Mịch không thể bộc lộ hết, ngoài việc bất chợt hét lên, nhăn mày, biểu môi. Gần đây nhất, bộ phim cổ trang tiên hiệp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính lên sóng với thành tích bình thường, được cho là không xứng đáng với con số 8 triệu người đặt xem trước của phim. Thế nhưng đó mới chỉ là mở đầu của cơn ác mộng khi chỉ số truyền thông của phim liên tiếp sụt giảm. Thậm chí phim Mặt Vũ Vân Giang của Ngô Cẩn Ngôn chỉ mất 2 ngày để vượt qua Nguyệt Hồng Thiên ở tất cả các bảng chỉ số. Hiện tại mỗi ngày phim chỉ có khoảng 10 triệu lượt xem, con số quá thấp so với một dự án kinh phí cao được đánh giá là tác phẩm quan trọng cấp S+. Ngô Cẩn Ngôn danh tiếng kém hẳn so với Dương Mịch, nhưng tác phẩm của cô cuốn hút hơn. Còn Nguyệt Hồng Thiên, phim bị chê có lời thoại đơn giản, cốt truyện thiếu chiều sâu, cắt ghép không hấp dẫn, cặp đôi chính không tạo được chemistry, đặc biệt là diễn xuất của Dương Mịch lờ đờ mệt mỏi tới mức khán giả bỏ phim. Hiện tại chỉ số truyền thông Viking Case của phim chạm đáy vực với 65,9, trong khi đó phim đạt điểm 80 là mức trung bình, phim trên 90 điểm mới được đánh giá là hot. Đáng nói cùng ở thể loại cổ trang, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh đều có những tác phẩm trở lại thành công là Mộng Hoa Lục, Nhất Niệm Quang Sơn và Giữ Phượng Hành. Việc thua chính những đối thủ của mình khiến vị thế của Dương Mịch lung lay. Ở mảng điện ảnh, không có gì là một nồi lẩu không thể giải quyết, chỉ là một bộ phim mì ăn liền chỉ được quay trong 19 ngày. Phim ra rạp 5 ngày thu về 53 triệu nhân dân tệ và phải rút lui vì doanh thu quá bết bát, không thể chịu nổi phí quảng cáo và phí giữ rạp. Phim bị chê có cốt truyện nghèo nàn, cắt ghép thiếu hấp dẫn, dàn diễn viên kém tiếng tăm. Vốn là một bộ phim mang yếu tố hồi hộp, nhưng phim không làm tốt việc đem lại cảm xúc bí ẩn cho người xem, mà chỉ là những câu chuyện cãi nhau ồn ào. Nhân vật của Dương Mịch vốn được quảng bá là có màn lật mặt gây bất ngờ, nhưng lại trở nên dễ đoán. Trang Quy Quy đặt câu hỏi, tại sao Dương Mịch lại chọn một dự án nhỏ có thời gian quay ngắn như vậy? Thời gian trong đoàn phim ngắn thì liệu các diễn viên có kịp hóa thân vào nhân vật hay không? Dương Mịch vốn mang danh nữ hoàng phim rác, nhưng cô lại đóng một tác phẩm chỉ quay trong 19 ngày ngắn ngủi với đội ngũ đạo diễn biên kịch kém tiếng tăm. Đây là cách Dương Mịch tự hủy hoại danh tiếng của mình. Ba tác phẩm tiếp nối thất bại là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Dương Mịch. Công chúng nghi ngờ liệu Dương Mịch còn có thể gánh phim, lôi kéo khán giả xem phim của mình hay không. Một số ý kiến còn cho rằng cô đã qua thời kỳ đỉnh cao về nhan sắc nên chọn những vai phù hợp để làm nổi bật thế mạnh diễn xuất hơn là các vai thiên về sự trẻ trung thanh xuân như hiện tại.